Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Văn Phạm Công. Chào mừng các bạn đã đến với bài học tiếp theo của mình. Ở bài trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom và cách đặt ID và mật khẩu cố định. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách share screen. Các bạn vào share screen, bạn di trỏ chuột xuống nhấn share screen hoặc các bạn có thể nhấn share screen ở đây. Đó. Ở đây có cái công cụ whiteboard này rất là hữu ích. Các bạn click vào, sau đó các bạn nhấn share. Thế tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ whiteboard này. Bạn nhấn share này. Đó, khi các bạn nhấn share thì tất cả các mọi người tham gia cái cuộc họp này chỉ nhìn thấy cái khung màu trắng này thôi, cái khung whiteboard này thôi. Còn tất cả những cái ở phía bên ngoài thì mọi người sẽ không nhìn thấy. Các bạn có thể thao tác ở về phía bên ngoài này. Ví dụ các bạn mở các cái file ở đây thì mọi người cũng không nhìn thấy. Chỉ có các cái nội dung ở nằm trong cái phần whiteboard này. Đấy, là mọi người nhìn thấy. Ok, mình xin giới thiệu các bạn. Đầu tiên các bạn cái text này, cái menu ở bên trên này, các bạn nhấn vào text này. Sau đó các bạn có thể đánh chữ ở đây. Đó. Giả sử như các bạn gõ thông tin cuộc họp ở đây chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể đánh các cái câu hỏi trắc nghiệm ở đây để cho các bạn học sinh có thể tương tác làm ở trên này. Đó. Nếu các bạn muốn thay đổi phông chữ hoặc là màu chữ thì các bạn vào format này. Đó. Các bạn thay đổi phông chữ này. Đó, các bạn thay đổi phông đậm nghiêng, các bạn thay đổi kích thước chữ này. Đó. Tùy theo các bạn nhé, tùy theo nội dung của các bạn muốn phóng to hay thu nhỏ tùy theo. Tiếp theo, đến công cụ draw này, các bạn click draw này. Đó, các bạn có thể vẽ hình này. Đó. Tùy theo các bạn muốn vẽ cái gì tùy theo. Đó. Các cái hình. Tiếp theo đến cái stem. Đó. Các bạn tạo các cái câu hỏi trắc nghiệm chẳng hạn. Đó. Các bạn giả sử cái đáp án đúng chẳng hạn thì bạn nhấn nút tích. Đáp án sai chẳng hạn bạn nhấn nút x. Hoặc là yêu thích. Đó, tùy theo các bạn. Cái tiếp theo là đến cái spotlight. Cái spotlight này là các bạn dựa cái hình icon giống cái đèn pin này. Đó. Nghĩa là các bạn khi các bạn di chuột đến đâu đó thì cái hiệu ứng sáng này sẽ lên đấy, tạo cái cảm giác cho người xem ấy, người ta sẽ chú ý hơn. Đó. Đó, các bạn di chuột lên đâu thì người dùng người ta thì những người tham gia cái cuộc họp này người ta sẽ chú ý đấy. Tiếp theo đến cái công cụ tẩy này. Đó, các bạn nhấn vào. Đấy, các bạn muốn xóa cái gì các bạn click chuột trái vào. Đấy. Hoặc các bạn có thể nhấn vào cái clear này để xóa hết, clear all for rounding đó thì nó sẽ xóa hết. Các bạn nhấn undo để trở lại này. Đấy, còn nhấn redo này trở lại cái thao tác phía trước đó. Ok. Tiếp theo còn một cái nữa là cái save. Các bạn muốn lưu lại, tôi giả sử như cái cuộc họp này hoặc là một số cái câu hỏi trắc nghiệm mà các bạn muốn lưu lại thì các bạn nhấn save. Sau đó các bạn nhấn vào show in folder. Đó thì nó sẽ lưu lại cái hình ảnh của các bạn ở đây. Các bạn muốn chia sẻ cho ai đó thì các bạn nhấn copy đó. Rồi tôi giả sử như tôi copy paste ra đây laptop chẳng hạn. Ở đây tôi đã lưu có một số hình ảnh ở đây rồi. Sau đó, sau khi hoàn thành xong thì các bạn có thể nhấn stop share để kết thúc chia sẻ. Đó. Ở đây các bạn muốn chia gửi cái hình ảnh này cho tất cả mọi người tham gia cuộc họp vừa rồi ấy, thì các bạn vào chat này. Đó, sau đó các bạn vào file. Nhấn click và chọn nhé, click và chọn này. Đó, sau đó các bạn chọn your computer. Sau đó các bạn tìm đến cái file của mình chụp đấy. Đó. Tôi vào desktop này, chọn file này, nhấn open. Đó, thì nó sẽ hiển thị ở bên trên này. Tất cả mọi người tham gia cuộc họp sẽ nhìn thấy và download này. Ok. Tiếp theo có một số bạn hỏi mình, nếu mà các bạn chữa bài lên giấy hoặc là tôi ghi các cái thông tin lên giấy thì làm thế nào để chia sẻ trong cuộc họp? Thì ở đây các bạn chữa bài lên giấy chẳng hạn, đây tôi giả sử như tôi có một cái bài mà tôi đã bật sẵn ở đây rồi, tôi đã đào sẵn về đây rồi. Và các bạn có thể là các cái file của các bạn thì các bạn mở lên nhé, các bạn mở lên trước. Đó, sau đó các bạn nhấn vào cái share screen này. Đó, các bạn, đây tôi giả sử tôi đã bật cái file lên rồi. Đó.
Ok, các bạn click vào cái file mà các bạn cần chia sẻ. Sau đó các bạn nhấn share. Đó, thì tất cả các cái thông tin của các bạn, ví dụ như là các cái câu hỏi này của tôi chẳng hạn, thì là tất cả những người tham gia cuộc họp sẽ nhìn thấy. Để tương tác với lại các cái file của mình này, thì đây tôi đã kết nối với một cái smartphone. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn tương tác với lại cái file này. Đây tôi sẽ kết nối với cái smartphone điện thoại của tôi trên Samsung. Đó, tôi sẽ nhập cái ID của tôi vào để tương tác. Đó, đây cái ID ở phía dưới này nhé. Tôi tương tác với một cái smartphone. Ở đây nó có thể cài đặt phần mềm Zoom, nó có thể cài đặt trên hệ điều hành Android hoặc là iOS. Nếu bạn nào có nhu cầu cần cài đặt ở trên Android và iOS thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn. Rất là đơn giản. Các bạn có thể sử dụng smartphone để học học tập hoặc trao đổi thông tin ở trên đó, nó rất là tiện ích. Đó, tôi sẽ zone vào cái cuộc họp này để tôi tương tác ở trên cái màn hình mà các bạn chia sẻ. Đó, tôi sẽ sấn vào đây. Ok, tôi sẽ tương tác ở đây. Tôi muốn, giả sử tôi muốn trả lời cái câu hỏi số 3 này chẳng hạn, tôi chọn đáp án B là đáp án đúng chẳng hạn, tôi sẽ sử dụng cái bút ở trên cái điện thoại này. Tôi sẽ tương tác vào, tôi giả sử như tôi chọn đáp án B chẳng hạn, kích vào cái bút, sau đó tôi tương tác cái này B chẳng hạn. Đó, các bạn nhìn thấy không, tôi tương tác ở trên điện thoại. Đây tôi sẽ bật video để cho các bạn xem. Các bạn di chuột xuống dưới nhé, vào More này, Show Video Panel này. Đó, ở đây tôi sẽ bật cái video của tôi này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây mình tương tác nhé. Đây các bạn click vào cái màn hình này, hơi khó nhìn một chút, các bạn click vào đó, nó sẽ có cái hình cái bút ở trên này. Đấy, các bạn nhìn nhé, tôi click click lại đấy, nó có cái bút ở góc này đó. Sau đó các bạn chọn cái bút đấy. Nếu các bạn giả sử như cô giáo cho cái câu hỏi thì các bạn có thể trả lời ở trên này. Đó, các bạn tương tác quanh tròn này chẳng hạn. Ok, để hiển thị, tôi giả sử như để hiển thị các cái thông tin xem ai làm thì các bạn có thể di chuột, các bạn vào More này, các bạn chọn Show lên này, Up này. Đó, tôi giả sử tôi tương tác này, đó thì nó sẽ hiện cái thông tin của tôi là My Phone này. Đấy, đây tôi giả sử đó, nó sẽ hiển thị cái thông tin của tôi lên. Các bạn vào nhớ nhá, lưu ý vào phần More này, các bạn chọn cái Show name of annotator này. Đó thì nó sẽ hiển thị lên xem ai là người khoanh tròn cái đáp án đấy. Đó, các bạn có thể tương tác trên smartphone nhé, rất là dễ. Smartphone nó có một cái điểm nữa rất là quan trọng các bạn. Có một số bạn hỏi mình tại sao mình cài lên mà nó không có âm thanh, thì các bạn nên nhớ nhé, các bạn click vào cái icon ở góc này, cái icon ở trên cái iPhone này, nó lấy cái biểu tượng cái tai nghe, các bạn click vào, sau đó các bạn chọn Configure đấy để bật âm thanh đó. Đấy, và có một số bạn nó không để ý ở trên này, các bạn muốn tắt này, các bạn nhấn vào cái loa đấy, cái loa này, cái loa ở phía bên trên nhé. Đấy, cái biểu tượng cái loa ở đây. Và các bạn muốn xoay cái màn hình camera ở trên smartphone thì các bạn nhấn vào cái biểu tượng camera này. Đó thì nó sẽ xoay. Đó, đó các bạn nhìn nhé. Đó, và các bạn muốn trở về phía trước thì các bạn nhấn, nó giống như cái chụp ảnh của các bạn thôi, rất là đơn giản. Ở đây mình không đi sâu vào cái phần smartphone này. Nếu bạn nào có nhu cầu mà cần hướng dẫn sử dụng trên cái smartphone này thì mình sẽ làm một video hướng dẫn sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài hướng dẫn hôm nay của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.